Hôm nay Tùng sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn làm thế nào để mình đăng ký một cái tài khoản trên cái Google để mình dễ dàng thao tác rồi bắt buộc mình phải có cái tài khoản này mình mới thao tác được, sử dụng được tất cả các chức năng trên Google Rồi xin mời anh chị và các bạn theo dõi video clip này nha. Nếu anh chị và các bạn nào chưa đăng ký kênh của Tùng thì hãy đăng ký kênh của Tùng và nhớ cho Tùng một like để mà Tùng tạo cái động lực để Tùng chia sẻ cho anh chị các bạn trọn vẹn cái video này. Rồi nhớ đăng ký kênh của Tùng nha. Rồi bắt đầu hôm nay Tùng sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn cái cách mà để anh chị các bạn tạo một cái tài khoản trên cái Google chính xác là tạo cái Gmail Rồi thì bước đầu tiên để tạo cái Gmail thì anh chị các bạn làm từng bước giống như Tùng nha. Để Tùng làm cái file Word để Tùng note lại luôn cho anh chị các bạn dễ dàng theo dõi Rồi đây, hướng dẫn đăng ký tài khoản Gmail từ A đến Z luôn nha, A đến Z luôn đó, để sử dụng các dịch vụ của Google Rồi thì Tùng nói sơ qua cho anh chị các bạn hiểu một tí về vì sao mà anh chị các bạn cần phải có một cái tài khoản Gmail nha. Đó thì để mà sử dụng cái tài khoản Gmail để mà biết công dụng của Gmail thì anh chị các bạn có thể là tìm cái công dụng của Gmail rồi mà để mà đơn giản và nhanh nhất thì Tùng sẽ nói qua một số cái dịch vụ của Google cung cấp để anh chị và các bạn biết cái tầm quan trọng của Gmail như thế nào Thứ nhất, khi mà anh chị các bạn có cái Gmail thì nó sẽ giúp mình là trao đổi liên hệ mail trao đổi liên hệ email với nhau Đó, thì đây là cái cơ bản mà Tùng giải thích cho những anh chị nào mà chưa có biết cái công dụng của Gmail như thế nào nha. Còn những anh chị nào mà biết rồi thì bỏ qua giúp Tùng nha. Đó, thì cái Gmail có nghĩa là mình muốn gửi một cái thư gì đó từ bên A sang bên B và ví dụ như ông B này ông ở Hà Nội thì mình ở thành phố Hồ Chí Minh mình muốn gửi cho ổng đó, thì thay vì mình phải gửi thư tay thì mình lên Gmail mình soạn email đó, mình soạn cái nội dung để mình gửi qua cho cái ông B ở Hà Nội, thì khi mà ông B Hà Nội cũng có cái Gmail thì ổng nhận được cái email đó, bắt đầu ổng tiến hành ổng check mail, ổng kiểm tra là ổng biết là ông A đã gửi cho ổng một cái email, và bên trong email đó thì anh chị các bạn có thể đính kèm nội dung hình ảnh rồi mình note đây luôn cho anh chị xem luôn nha. Rồi anh chị có thể đính kèm, thứ nhất là về nội dung nè nội dung mà anh chị muốn truyền đạt, thứ hai là anh chị có thể đính kèm hình ảnh nè gửi hình ảnh, thứ ba là anh chị có thể là gửi những cái tiệp, gọi là cái tiệp cái tiệp này thì anh chị các bạn có thể là đính kèm nhiều cái tiệp tin vào, ví dụ như anh chị các bạn có thể gửi file Excel, file Word file PDF vân vân đó, thì anh chị và các bạn cần có một cái tài khoản cái Gmail để mình thao tác với nhau. Đó thì mình sẽ mình phải cần có một cái Gmail để mình trao đổi thông tin với nhau. Rồi cái thứ hai là anh chị các bạn khi mà có cái Gmail rồi thì anh chị các bạn sẽ dễ dàng anh chị các bạn sẽ dễ dàng sử dụng tất cả các dịch vụ của Google ví dụ như cái Gmail này nó thông dụng trong cái việc nữa là khi mà có Gmail rồi khi mà có Gmail thì nó sẽ giúp cho mình là cái Gmail này mình có thể là công dụng là sử dụng trong những cái việc mà ví dụ như anh chị các bạn sử dụng là để mà trong việc SEO là gì, là search engine, là SEO là việc là tối ưu website tối ưu website, tiếng Anh nó là search engine optimize tối ưu website thân thiện với công cụ tìm kiếm Google kiếm Google đó, thì có nghĩa là sao, thì khi mà anh chị các bạn thực hiện cái quá trình mà làm SEO, đặc biệt các bạn SEO thì mình khỏi nói các bạn biết rồi đó. Đối với anh chị nào mà chưa biết thì mình tìm hiểu thêm về kiến thức về SEO này Thì quay lại cái kênh Tùng Phát Opical của mình á ha, thì anh chị các bạn sẽ truy cập vào cái danh sách bên Tùng có cập nhật một cái danh sách chia sẻ những cái kiến thức về SEO, thì anh chị các bạn có thể tìm hiểu thêm SEO là gì ha. Rồi Tùng tóm tắt cái sơ lược để anh chị hiểu SEO là gì ha. SEO có nghĩa là khi mình chị có một website thì để mà giúp cho anh chị tiếp cận được nhiều khách hàng thì bắt buộc anh chị các bạn phải làm thêm một bước nữa, đó là chính là SEO ha, để mình phát triển nội dung ha, đăng bài trên website, tối ưu đặt cái thẻ tiêu đề, đặt cái thẻ mô tả, rồi link nội bộ ha, vân vân, hình ảnh, rồi để mà nó gần nhất với cái từ khóa. Ví dụ đặc biệt á, là ví dụ như anh chị các bạn kinh doanh mỹ phẩm ha, anh chị bán kem trị mụn ha, cái từ khóa chính là kem trị mụn. Vì vậy anh chị các bạn cần phải làm cái nội dung chuyên sâu chia sẻ những cái cách trị mụn ha, thì lúc đó người dùng họ sẽ đọc những cái website của anh chị các bạn, thì họ sẽ vào xem và họ sẽ mua sản phẩm. Thì cái việc làm SEO này sẽ giúp cho anh chị các bạn làm cho cái website anh chị các bạn nó lên top cao nhất của Google. Ví dụ như search cái từ kem trị mụn thì nó ra ngay cái website của anh chị các bạn, thì lúc đó anh chị các bạn sẽ dễ dàng bán hàng nhiều hơn. Thì đó là cách mà mình hiểu nôm na về SEO như vậy. Còn anh chị các bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn về SEO á, thì anh chị các bạn hãy truy cập vào cái kênh Tùng Phát Opical để truy cập vào cái danh mục là SEO, rồi tìm hiểu thêm những cái kiến thức về SEO của bên Tùng chia sẻ ha. Rồi bài này thì mình quay lại với vấn đề về email. Đó, thì cái email này nó cực kỳ quan trọng trong cái việc mà làm SEO ha. SEO thì anh chị các bạn sử dụng mail này á, thì nhất là nó sẽ giúp anh chị các bạn là đăng ký ha, tài khoản, đặc biệt là Google Analytics ha, rồi đăng ký cái tài khoản Google Webmaster Tool đó. Đây là hai cái công cụ chính mà bắt buộc cái người làm SEO cần phải có cái tài khoản Google mới đăng ký được ha. Đăng Google Analytics á, thì Tùng giải thích thêm để cho anh chị hiểu là Google Analytics là nó làm cái nhiệm vụ là giúp mình thống kê cái lượng truy cập vào website của mình. Ví dụ như ông A, ông B, ông C, ông D ở Hà Nội, ở Nhật, ở Mỹ truy cập vào website của mình, thì mình biết được ngay là cái ông đó ổng đã truy cập website của mình và truy cập cái link gì, thời gian ổng truy cập là lúc nào, rồi cái vị trí ổng truy cập là ở đâu ha. Đó, thì mình thông qua Google Analytics mình sẽ biết được cái điều đó ha. Rồi tiếp tục cái Google Webmaster Tool á, thì nó sẽ giúp cho mình thống kê là cái từ khóa nào cái người dùng truy cập vào nhiều nhất và lít chuột nhiều nhất, rồi từ khóa đó mình đang đạt cái top nào ha, theo lộ trình thời gian. Ví dụ như trong tuần này là bao nhiêu, và tháng này là bao nhiêu, và năm này là bao nhiêu, đó, bao nhiêu cái lượng truy cập. Thì bắt buộc anh chị các bạn cũng cần phải có cái tài khoản Gmail đó, anh chị các bạn mới dễ dàng mà đăng ký được những cái tài khoản Analytics này, Webmaster Tool này. Thì sắp tới Tùng sẽ có những cái video chia sẻ, thì anh chị các bạn yên tâm ha. Rồi hãy follow đăng ký kênh của Tùng nha. Nhớ like, đăng ký, subscribe kênh và nhấn vào nút chuông để mà nhận cái video mới nhất mà Tùng chia sẻ nha. Rồi, tiếp tục ha. Tiếp tục bây giờ cái lợi ích thứ ba là anh chị các bạn cần phải đăng ký Gmail để anh chị các bạn làm gì? Gmail này anh chị các bạn sẽ đăng ký ha, làm cái tài khoản đăng ký với tất cả các diễn đàn ha. Tất cả các diễn đàn luôn, thì gồm có diễn đàn ở Việt Nam ha, và diễn đàn ở quốc tế ha. Thì bắt buộc mình cũng phải có cái Gmail để mà nó hỗ trợ mình đăng ký cái diễn đàn này ha. Lý do là gì? Để là gì ha, để mà xác thực cái tài khoản của anh chị các bạn ha. Xác thực tài khoản là ở đây là sao? Tùng giải thích thêm ha. Xác thực tài khoản là có nghĩa là khi mà anh chị các bạn tạo một cái tài khoản trên cái Gmail, dùng cái Gmail để mà đăng ký vào cái diễn đàn. Ví dụ như cụ thể luôn là anh chị các bạn biết cái diễn đàn là tinh tế .vn hay không, hoặc là làm cha làm mẹ.com ha, hoặc là cái diễn đàn SEO ha, bất kể diễn đàn nào đó. Thì khi mà anh chị muốn tham gia cái diễn đàn đó ha, thì bắt buộc anh chị các bạn phải tạo cái tài khoản trên cái diễn đàn đó. thì để anh chị các bạn vào tham gia. Khi mà tạo tài khoản thì các bạn sẽ có những cái quyền như sau. Thứ nhất là anh chị các bạn có quyền là đăng bài viết ha, đăng cái chia sẻ mình lên ha. Thứ hai là anh chị các bạn có thể tạo profile, chữ ký vân vân, rồi bình luận diễn đàn đó. Là những cái mà diễn đàn nó yêu cầu các bạn phải xác thực cái tài khoản. Thì khi mà anh chị các bạn đã có tài khoản rồi á, thì anh chị các bạn sẽ dễ dàng đăng ký dùng cái Gmail đó. Anh chị các bạn đăng ký với cái diễn đàn, và sau khi đăng ký diễn đàn rồi thì diễn đàn sẽ gửi anh chị các bạn một cái tài khoản vào cái email, rồi anh chị các bạn vào email để xác thực là đồng ý chấp nhận tham gia cái diễn đàn đó ha. Thì đó là quá trình mình cần đăng ký tài khoản trên diễn đàn đó ha. Rồi tiếp tục cái vấn đề này quan trọng nữa nè. Rồi vấn đề thứ tư là Tùng muốn chia sẻ ở đây là khi mà anh chị có Gmail rồi thì anh chị sẽ dễ dàng tạo kênh ha, YouTube đó, tạo kênh YouTube để kiếm tiền ha, kiếm tiền đó. Thì cái này thì Tùng cũng có làm một cái chủ đề về chia sẻ cách mà phát triển kênh YouTube từng bước để giúp cho anh chị các bạn ha, làm sao để anh chị các bạn tạo cái kênh YouTube hiệu quả. Thì Tùng cũng có một cái danh sách phát chia sẻ cho anh chị luôn rồi ha. Anh chị các bạn nhớ vào kênh và tìm kiếm theo dõi ha, để mà xem cái chủ đề về hướng dẫn anh chị tạo kênh YouTube để kiếm tiền đó. Thì cái quá trình mà anh chị các bạn tạo kênh YouTube này thì đòi hỏi anh chị các bạn cũng phải có Gmail đó, cũng phải có Gmail để anh chị các bạn có thể tạo được kênh ha. Anh chị các bạn không thể nào mà có một cái tài khoản Gmail ví dụ như bên Microsoft hoặc là bên Mail Outlook ha, để anh chị các bạn tham gia thì không được nha. Đó. Thì tóm lại là sao? Tóm lại là việc mà có cái Gmail này có cái Gmail này thì nó cực kỳ quan trọng ha, cực kỳ quan trọng. Đó. Thì đó là một số cái mà vấn đề mà Tùng muốn chia sẻ cho anh chị các bạn để anh chị các bạn hiểu cái tầm quan trọng của cái việc mà anh chị các bạn có cái Gmail này như thế nào ha. Đó thì Tùng tô đỏ lên tí để anh chị các bạn nắm những cái ý chính này ha. Đó là những cái vấn đề về quan trọng mà anh chị các bạn cần phải có cái tài khoản Gmail. Rồi tiếp tục cái phần số 2 Tùng muốn chia sẻ cho anh chị các bạn là hướng dẫn nè, hướng dẫn cái đăng ký tạo tài khoản Gmail đó, hướng dẫn đăng ký tạo tài khoản Gmail ha, từ A đến Z luôn ha. Rồi đây cái phần số 2 mà Tùng muốn hướng dẫn anh chị các bạn là đây đó. Rồi thì bắt đầu mình quay lại cái trang tạo Gmail. Thì đầu tiên bước thứ nhất là anh chị truy cập vào giúp Tùng cái trang Google ha, google.com. Rồi thì anh chị các bạn sẽ thấy cái phần Gmail ngay chỗ này ha. Nếu anh chị các bạn nào mà biết cái đường link thì anh chị các bạn có thể gõ trực tiếp để mình vào luôn ha. Còn không thì mình truy cập vào Google rồi mình bấm vào chữ Gmail ha. Rồi trước khi mình tạo thì anh chị các bạn nhớ lưu ý giúp Tùng là nếu anh chị các bạn nào có cái Gmail rồi thì mình muốn tạo thêm cái Gmail nữa thì anh chị các bạn phải bấm là Ctrl Shift N ha, để mình bật qua cái cửa sổ ẩn danh để mình tạo cái Gmail nó được thuận tiện hơn ha, nó tức là nó không có lưu kết cái Gmail cũ đó. Rồi cái việc tạo Gmail đầu tiên là anh chị các bạn phải cần chuẩn bị gì ha, chuẩn bị gì. Thứ nhất là anh chị các bạn cần phải chuẩn bị là cái tên mình muốn đặt là gì ha, tên tuổi mình ha. Rồi thứ hai là anh chị các bạn là xác định cái tên của Gmail, tên Gmail anh chị muốn đặt là gì ha, muốn đặt là gì đó. Ví dụ như Tùng sẽ xác định cái tên tuổi của Tùng luôn ha, tên tuổi của Tùng ví dụ. Rồi ví dụ như Tùng muốn đặt tên tuổi của Tùng là Tùng Brick đi @gmail Tùng tên thật là Bùi Văn Tùng ha. Đó. Rồi anh chị các bạn có thể đặt tên ảo gì đó cũng được nha. Rồi tên thứ hai là anh chị muốn đặt tên là gì ha. Thì Tùng ví dụ đây là Tùng muốn đặt là Tùng brick là Tùng Giao ha, đó @gmail.com. Rồi đó. Rồi thông tin nữa là anh chị phải cần phải có là số điện thoại nha, số điện thoại cực kỳ quan trọng nè anh chị các bạn. Cái này là Tùng là hướng dẫn anh chị các bạn ha, cần phải đăng ký xác thực và bảo mật thông tin cái Gmail của anh chị các bạn luôn ha, để tránh trường hợp là về lâu về dài anh chị các bạn sẽ bị hack ha, bị quên ha, là vân vân. Đó thì anh chị các bạn còn cách để mà mình khôi phục lại ha, mình lấy lại thông tin. Đó thì cần phải có số điện thoại ha. Đó là những vấn đề và anh chị cần phải chuẩn bị. Rồi, tiếp theo số 2 là Tùng muốn là Tùng sẽ hướng dẫn cách đăng ký ha. Rồi, cách đăng ký. Rồi thì anh chị các bạn sau khi mà chuẩn bị đầy đủ tất cả các thông tin này thì anh chị các bạn bật cái cửa sổ Google lên ha, truy cập vào Google nha. Tùng làm từng bước và Tùng note lại đây luôn ha. Truy cập vào Google, google.com. Rồi Tùng đặt cái đường link trong đây luôn ha. Truy cập google.com. Anh chị các bạn thông cảm nha, không phải cái này là Tùng câu giờ nha, mà chính là Tùng muốn cho hướng dẫn cho những anh chị các bạn nha, những anh chị các bạn thật là chi tiết nha, đặc biệt là những anh chị các bạn cao tuổi tầm khoảng 35 tới 50 trở lên cũng muốn là tư duy phát triển cho mình tạo một cái kênh YouTube kiếm tiền hay như nào đó mà không biết tạo cách tạo Gmail ha. Vì vậy Tùng làm từng bước để hướng dẫn. Rồi anh chị các bạn nào mà biết rồi thì anh chị các bạn có thể tua nhanh bước này để mà xem những cái phần còn lại ha. Rồi tiếp tục là anh chị các bạn truy cập xong anh chị bấm vào cái Gmail giúp Tùng nha, bấm vào cái Gmail, anh chị các bạn chọn Gmail. Rồi quay lại anh chị các bạn tiếp tục chọn cái Gmail ngay chỗ này. Đó thì nó sẽ bật qua cái cửa sổ ha. Rồi anh chị các bạn tiếp tục là tạo tài khoản ha, tạo tài khoản. Đó, anh chị nhấp vào cái tạo tài khoản Gmail, tiếp tục là tạo tài khoản nha, tạo tài khoản. Rồi thì anh chị các bạn sẽ thực hiện các bước để anh chị các bạn hoàn thành tạo tài khoản. Rồi thì trước khi tạo thì hồi nãy Tùng có nói là anh chị các bạn phải cần chuẩn bị thông tin. Thì bây giờ anh chị các bạn sẽ điền thông tin vào ha. Tùng có thể lấy nick ảo của Tùng là Tùng, tên là Tùng đúng không? Đó. Rồi Tùng lấy cái biệt danh Tùng và Rick Tùng ha, Rick Tùng, họ Rick Tùng. Rồi thì anh chị các bạn sẽ đặt Gmail là Tùng Rick ha, Rick @gmail.com, hoặc là anh chị các bạn có thể gõ tới đây được rồi. Ồ, cái này là đã trùng với một cái tên người khác. Đó thì Tùng sẽ đặt cái tên khác cho nó đừng có trùng ha, là Tùng Rick 68 ví dụ vậy đi. Đó, Tùng Rick 68. Rồi nó sẽ không có hiển thị cái màu đỏ nữa, thì chứng tỏ mình đã đặt cái tên thành công ha. Rồi bước tiếp theo anh chị các bạn phải cần lưu ý là nhập mật khẩu ha. Rồi mật khẩu thì Tùng lưu ý ở đây cho anh chị các bạn luôn là anh chị các bạn vào đây ha, nhập lại mật khẩu ha. Rồi mật khẩu là phải bảo mật nha, bảo mật. Đó thì bảo mật như thế nào? Thì tiêu chuẩn bảo mật của mật khẩu á, phải có là ký tự viết hoa ha, cộng với ký tự cộng với là ký tự đặc biệt ha, ký tự đặc biệt. Rồi ký tự đặc biệt là gì? Ký tự đặc biệt là $, thăng ha, ví dụ vậy. Rồi dấu phẩy, dấu chấm vân vân ha. Đó là những ký tự đặc biệt. Rồi chữ viết hoa thì ví dụ như là mình sẽ có chữ viết hoa là chữ Tùng này, viết hoa chữ cái đầu câu ha, chữ T, viết hoa chữ T. Đó ha, là sẽ được. Rồi tiếp tục là một cái yêu cầu nữa với cái mật khẩu này thì anh chị các bạn phải cần có số vô ha. Số thì anh chị các bạn có thể chọn là 1 2 3 4 5 6 ví dụ vân vân ha, vân vân, miễn sao là số là được. Anh chị các bạn nhớ lưu ý chỗ mật khẩu này nha. Vì vấn đề bảo mật thì bắt buộc là anh chị các bạn cần phải đặt cái mật khẩu thật là bảo mật ha, để tránh cái việc là hacker nó dò, nó tìm ra mật khẩu của mình, hoặc là những người thân quen của mình biết cái tài khoản của mình rồi thì họ vào họ mò, ví dụ như họ gõ 1 2 3 4 5 6 thì lúc đó nó sẽ truy cập vào cái Gmail mình nếu mà mình không bảo mật ha. Đó thì một tí nữa bước thứ 3 Tùng sẽ hướng dẫn anh chị các bạn cách mà bảo mật 2 lớp trên cái Gmail này luôn nha. Đó. Rồi thì quay lại với cái vấn đề mình đăng ký thì Tùng tiếp tục nhập cái mật khẩu của Tùng vô đây ha. Mật khẩu của Tùng thì Tùng sẽ đặt, anh chị không cho anh chị biết nha, ha, cho anh chị biết là Tùng bị hack cái mật khẩu là tiêu luôn nha. Đó, nhớ giúp Tùng nha, hack mật khẩu là tiêu nha. Rồi tiếp tục là sau khi mình làm thành công thì bấm vào nút tiếp theo giúp Tùng nha. Đó, thì nó sẽ chuyển qua, nó bắt mình là xác minh số điện thoại ha. Thì mình làm sau đây mình phải nhập số điện thoại mình vào. Đó, thì Tùng nhập số điện thoại của vợ Tùng vào đây đi, 09050473 ha, 79. Rồi Tùng sẽ nhập số điện thoại của vợ Tùng vào, thì Tùng bấm tiếp theo. Đó, thì nó sẽ gửi một cái mã xác minh về cái số điện thoại của vợ Tùng nha. Rồi để chờ Tùng tí, Tùng mà lấy cái mã xác minh của điện thoại vợ. Rồi ha, khi mà Tùng nhận được cái mã rồi thì nó gửi qua cái điện thoại của vợ Tùng, thì vợ Tùng cung cấp cái mã cho Tùng đây. Đó là 716367. Rồi chị các bạn nhập vào đây ha. Rồi cái nhận diện cái mã này thì anh chị các bạn sẽ thấy cái thông tin là có chữ G phía trước ha, có cái mã, thì đó là chính là mã của Google gửi cho anh chị các bạn ha. Anh chị các bạn nhập vào đây. Rồi anh chị các bạn bấm vào nút xác minh, xác minh ha. Rồi thì anh chị các bạn đã thông qua cái bước xác minh và nó bấm là chào mừng bạn đến với Google, thì anh chị các bạn đã có một cái tài khoản ha, Gmail. Rồi email khôi phục thì anh chị các bạn nhập giúp Tùng cái email khôi phục ha. Nếu mà anh chị các bạn nào đã có cái Gmail rồi á thì anh chị nhập cái email khôi phục vào. Còn nếu anh chị các bạn nào chưa có Gmail á thì anh chị các bạn bỏ trống giúp Tùng cái phần này ha. Rồi tiếp tục anh chị các bạn sẽ chọn ngày tháng năm sinh của anh chị các bạn là gì. Ví dụ như Tùng sinh ngày 1 tháng 1 ha, năm 1990. Đó. Rồi tiếp tục là anh chị các bạn chọn giúp Tùng cái phần giới tính. Giới tính Tùng là nam ha. Anh chị nào nữ thì chọn nữ nha. Rồi hoặc là không muốn trả lời, ví dụ vậy. Rồi tiếp tục anh chị các bạn bấm nút tiếp theo. Đó. Thì khi mà anh chị các bạn bấm nút tiếp theo thì nó sẽ thông báo cho anh chị một cái nữa là sử dụng số của bạn theo nhiều cách ha. Ví dụ như nhận cuộc gọi ha, hoặc là làm các dịch vụ Google bao gồm cả quảng cáo và phù hợp với bạn ha. Rồi anh chị các bạn bấm đồng ý ha. Rồi tiếp tục nó chuyển qua cái điều khoản và cái quyền riêng tư, thì anh chị các bạn có thời gian thì chị các bạn nên đọc hiểu kỹ cái vấn đề này ha. Rồi để mình chọn cái tôi đồng ý ha. Khi mà đọc xong thì anh chị các bạn sẽ chọn cái phần đồng ý để mình tham gia cái tài khoản Gmail của Google ha. Rồi thì khi mà anh chị các bạn bấm thành công rồi á thì nó sẽ chuyển anh chị các bạn vào cái cửa sổ cái Gmail của Gmail để anh chị các bạn xem ha. Thì anh chị các bạn sẽ thao tác giúp Tùng là xem thử trên cái cửa sổ Gmail này thì nó gồm những cái gì trên đây ha. Rồi thứ nhất á, là anh chị các bạn quan sát giúp Tùng cái menu nó nằm bên phía tay trái của anh chị các bạn nha. Rồi anh chị các bạn sẽ thấy cái phần là soạn thư ha, soạn thư. Soạn thư này Tùng giải thích là có nghĩa là cái nơi này để anh chị các bạn muốn gửi một cái email cho ai đó ha. Thì anh chị các bạn sẽ bấm vào cái mục soạn thư ha. Soạn thư thì nó sẽ bật lên cái một cái cửa sổ này. Rồi anh chị các bạn sẽ tiến hành điền cái email ha. Tùng làm luôn cho anh chị các bạn thấy ha. Rồi ví dụ như Tùng muốn gửi mail cho cái ông B ở Hà Nội, ví dụ như info.tungphat@gmail.com. Đó. Đó, đây là email kia của Tùng, email khác của Tùng ha. Tùng ví dụ như vậy ha. Info này bị sai rồi. info.tungphat@gmail.com ha. Thì tới đây là anh chị nào mà đang gặp cái khó khăn thì hãy comment phía dưới video này hoặc là gửi email trực tiếp cho Tùng ha, để mà làm. Nếu mà chưa có email thì hãy tham gia group cộng đồng bên Tùng ha, để mà chat những cái khó khăn của mình lên, và có thể là xin tài nguyên gì đó thì hãy thực hiện những cái yêu cầu của Tùng để mà Tùng chia sẻ cho anh chị các bạn ha. Rồi tiếp tục là anh chị các bạn sẽ chọn với cái chủ đề, ví dụ như Tùng test đi, Tùng gửi là test thử chức năng gửi email ha. Đó. Rồi cái nội dung của anh chị muốn gửi là gì, ví dụ như chào bạn ha, hân hạnh làm quen với bạn đi, hân hạnh làm quen ha với bạn. Rồi đó. Rồi sau đó thì anh chị các bạn tiếp tục là bấm nút gửi ha. Rồi ở phía dưới này nó có một cái thanh công cụ nữa, thì có thời gian anh chị các bạn nên tìm hiểu thêm ha. Rồi ở đây Tùng chỉ thêm một cái nữa là anh chị các bạn có thể là đính kèm cái tiệp tin gì đó, thì anh chị các bạn nhấn vào cái kẹp này ha, để mà mở cái chỗ mà chứa dữ liệu anh chị các bạn lên. Anh chị các bạn có thể chọn gửi video hoặc gửi tấm hình. Ví dụ như Tùng sẽ gửi tấm hình này đi. Đó, đây là cái clip mà hôm qua Tùng mới làm, ví dụ đây. Đó, Tùng gửi tấm hình này lên. Thì khi mà Tùng bấm kèm, đính kèm rồi á, thì nó sẽ hiển thị cái tập tin của Tùng ở phía dưới mail này. Rồi sau đó thì Tùng bấm gửi ha. Gửi thì nó sẽ chuyển đi. Còn nếu anh chị các bạn nào mà không muốn á, không gửi đi á, thì xóa cái email này để mình làm lại á. Thì bên đây nó có cái thùng rác ha, bỏ vào thư rác, thì anh chị các bạn nhấp vào bỏ vào thư rác để mà chuyển đi, để xóa nó vào thùng rác ha. Rồi thì ở đây Tùng bấm nút gửi để nó gửi email đi. Rồi đó là quá trình mà Tùng đã gửi email thành công ha. Rồi tiếp theo á, thì anh chị các bạn có thể tìm hiểu thêm ở phía dưới này, nó có rất là nhiều chức năng nữa. Thì cái email mà mình nhận được thường á, nó sẽ vào cái tất cả thư ha, tất cả thư đây. Thì Tùng sẽ xem được là cái email nãy Tùng vừa gửi đi á, nó đã đi hay chưa ha, hoặc là nó đã nó bị lỗi gì đó. Thì anh chị các bạn vào tất cả thư để mà xem cái email hồi nãy đây đó. Rồi thì đó là cái quá trình mà Tùng đã giúp cho anh chị và các bạn hiểu sơ lược về cái email ha. Ngoài ra thì anh chị các bạn sẽ thêm xem thêm ở dưới này đó, nó có rất là nhiều cái ha. Rồi ví dụ như thư rác nè, thư rác là người ta gửi email mình mà mình không đọc thì mình sẽ cho vô thư mục thư rác ha. Rồi mình có thể phân cái thư mình ra thành nhiều cái danh mục. Ví dụ như mình sẽ tạo danh mục dành cho gia đình đi, ví dụ như hộp thư đến nè, không có thư nào hết. Thì ở đây thì anh chị các bạn tìm hiểu thêm giúp Tùng nha. Đó có nghĩa là cái phần mà phân ra cái danh mục thư để mình dễ dàng mình quản lý hơn. Đó, mình có thể tạo nhãn mới nè, ví dụ như Tùng sẽ hướng dẫn cho anh chị các bạn cách tạo nhãn mới đi đó. Rồi ví dụ như tạo nhãn mới, anh chị phân ra là gia đình đó, dành cho những cái email mà nó gửi tới mình ha, nó gửi tới mình là liên quan tới gia đình của mình, thì mình sẽ cho vô cái hộp thư gia đình. Rồi để Tùng qua Tùng làm cái gửi cái email cho anh chị các bạn xem luôn nha. Rồi Tùng vô cái thư mục Gmail của Tùng. Rồi thì nó sẽ chuyển qua đây, Tùng Rich vừa gửi một email ha, vào cái Gmail của Tùng đây. Rồi Tùng bây giờ Tùng gửi lại cho Tùng Rich này ha. Đó, Tùng sẽ soạn một cái email mới ha, soạn thư. Rồi sau đó bắt vô đây ha. Rồi ví dụ như gửi anh yêu đó, rồi em nhớ anh nhiều quá, ví dụ vậy ha, nhớ anh nhiều quá. Rồi ví dụ vậy. Còn phần dưới này á, là cái phần này gọi là đính kèm chữ ký nha anh chị các bạn nha. Rồi một tí Tùng sẽ hướng dẫn anh chị các bạn cách tạo chữ ký luôn nha. Đó, rồi nhớ nhiều quá. Rồi xong bấm gửi nha, gửi. Rồi sau khi gửi rồi á, thì mình qua cái hộp mail mà email mà nãy Tùng mới vừa tạo ha. Thì nó có một cái email gửi đến hộp mail này. Đó, để mình bật lên, nó có một thông báo đây, số 2 email rồi. Đó, gửi anh yêu ha, anh chị các bạn thấy không? Đó. Rồi vào đọc này, đó. Thì bật email ra để mình đọc ha. Đó. Rồi thì tiếp theo á, như nãy Tùng có chỉ anh chị các bạn á, là làm sao để mình phân dán nhãn nó vào đây ha, dán nhãn vào đây ha. Rồi để Tùng note lại luôn cho anh chị các bạn nha. Rồi tạo xong cái tài khoản rồi nè, tiếp theo là hướng dẫn ha, hướng dẫn dùng email ha, giao diện, dùng các chức năng đi, các chức năng trên cái giao diện Gmail ha, trên cái giao diện Gmail. Rồi thì trong đây chức năng hồi nãy Tùng đã, thứ nhất là Tùng đã hướng dẫn anh chị các bạn rồi là cách mà soạn email ha. Rồi thứ hai là đính kèm soạn email. Thì trong soạn email này nó có gồm đó là nội dung nè, nội dung nè ha, rồi đính kèm hình ảnh nè, vân vân ha, vân vân đó. Rồi bây giờ tiếp theo á, Tùng sẽ giúp cho anh chị là giúp anh chị phân loại email ha, phân loại email rồi, giúp cho anh chị phân loại email. Phân loại email này như thế nào đây? Thì phân loại email này á, thì khi mà anh chị các bạn nhận được email rồi ha, anh chị quan sát giúp Tùng là ở phía trên này á, nó có một cái thanh công cụ ở đây nữa ha. Nó gồm có lưu trữ nè, rồi báo cáo spam, rồi bỏ vào thùng rác ha, đánh dấu chưa đọc hoặc là tạm ẩn, rồi thêm vào danh sách việc cần làm, rồi chuyển tới ha. Rồi đây là cái nhãn nè, là ha, anh chị quan sát giúp Tùng là cái nhãn này. Thì anh chị muốn cái email này phân loại thì anh chị các bạn phải dán nhãn nó ha. Rồi anh chị các bạn nhấp vào cái mục nhãn này. Đó, cái mục nhãn này thì lúc nãy là Tùng đã tạo là gia đình nè ha. Đó, anh chị các bạn chọn vô đây. Thì mình dán nhãn vào gia đình ha, mình bấm áp dụng. Rồi quay lại cái hộp thư của mình thì anh chị sẽ xem như thế nào. Là mình có một cái nhãn đây là thuộc về gia đình ha. Nếu mà mình có nhiều anh chị trong gia đình gửi email về thì mình dán nhãn gia đình, thì mình nhìn vào những email này thì mình sẽ biết là phân loại ra đây là gia đình mình vừa gửi email ha. Rồi tiếp theo á là Tùng sẽ giúp cho anh chị là chuyển vào cái thư mục spam ha, thư mục rác hay spam á. Thì cái việc mà sử dụng email này á, cái việc mà anh chị sử dụng email này á, thì bao giờ cái tình trạng spam á, gọi là thư rác á, thì nó bao giờ nó cũng sẽ chuyển tới email của mình. Thì làm cách nào để mình xử lý vấn đề này đây, thì Tùng hướng dẫn anh chị các bạn luôn ha. Rồi anh chị các bạn quay lại xem video Tùng hướng dẫn ha. Ví dụ như Tùng có một cái thư này gọi là thư spam ha, Tùng sẽ check vào đây đó, rồi Tùng sẽ di chuyển nó vào báo cáo spam đây ha, báo cáo spam đó. Thì email đó sẽ chuyển vào spam, lần sau người khác gửi tới mình thì mình không có nhìn thấy trong cái thư của mình nữa, tất cả thư mình nữa ha, mà nó đã nằm trong thư mục spam nha, nằm trong thư mục spam đó. Thì spam đây, thư rác spam, thì cái thư email này nó nằm trong spam ha. Rồi Tùng chuyển lại, nếu mà anh chị các bạn muốn khôi phục không phải spam thì anh chị các bạn nhấp vào là không phải spam ha, để mình quay lại, mình đưa cái email nó quay trở về cái tất cả thư của mình ha. Rồi đó là cái mà anh chị các bạn xử lý thư spam. Rồi cái tiếp theo á, Tùng muốn hướng dẫn thêm cho anh chị các bạn á, nó cực kỳ quan trọng nữa, đó chính là anh chị các bạn cách mà tạo chữ ký nè, tạo chữ ký ha, tạo chữ ký trong email, trong Gmail á ha. Rồi thì tạo chữ ký này là gì ha, vì sao mình phải tạo chữ ký? Thì để mà khẳng định cái tên tuổi mình, không có ai có thể giả danh mình ha, đặc biệt số điện thoại hoặc là tên, hình ảnh vân vân ha, thì mình nên tạo một cái chữ ký đó. Thì ví dụ như email của Tùng đã tạo cái chữ ký như thế này đó. Công ty của Tùng là giải pháp công nghệ Tùng Phát ha, Tùng là giám đốc ha, rồi iPhone này, số điện thoại vân vân, rồi địa chỉ phòng làm việc và tất cả các dịch vụ mà Tùng cung cấp đó. Rồi thì Tùng sẽ copy cái này ha, copy cái này, đây là nội dung mà Tùng muốn tạo chữ ký, quay trở lại cái email mà Tùng vừa tạo lúc nãy á. Tùng muốn tạo chữ ký cho email này thì anh chị các bạn sẽ vào cái mục là cài đặt giúp Tùng nha, ngay chỗ này đó, cái dấu bánh xe răng răng này, anh chị các bạn bấm vào cái nút cài đặt giúp Tùng rồi ha. Nhớ vào tạo chữ ký là mình sẽ tới cái nút cài đặt ha, nút cài đặt rồi để mình vào ha, mình tạo chữ ký, nút cài đặt. Rồi tiếp theo là anh chị các bạn cần nhấp cái phần là chờ Tùng tí nha, xem tất cả cài đặt ha. Rồi anh chị nhấp vào mục xem tất cả cài đặt ha, trong đây nó có rất là nhiều cái chức năng ha. Nếu anh chị các bạn nào mà ở mức độ cơ bản á, thì Tùng khuyên không nên vào đây ha. Còn nếu anh chị các bạn mức độ cao hơn thì các bạn có thể vào đây để anh chị các bạn set up một số cái theo ý của mình ha. Rồi thì để mà thực hiện chức năng mà cài đặt chữ ký, anh chị các bạn kéo xuống ha, kéo xuống ở phía dưới này, anh chị các bạn sẽ quan sát giúp Tùng cái phần chữ ký ha. Hiện tại là nó không có chữ ký đó, thì anh chị các bạn cần phải nhấp vào cái nút là tạo mới tạo mới để mình tạo cái chữ ký này. Thì khi nhấp vào nút mới này, nó yêu cầu anh chị phải đặt tên cái chữ ký này của anh chị là gì. Ví dụ như anh Tùng sẽ đặt là Tùng Rick, chữ ký của Tùng Rick ha. Rồi Tùng bấm nút tạo nha. Rồi tạo xong đó. Rồi trong phần này thì nó có thể cho anh chị tạo rất là nhiều chữ ký nha ha. Đó. Rồi tiếp tục là anh chị quay ra gõ cái nội dung chữ ký anh chị vào đây ha. Gõ nội dung vào đây. Nội dung vào đây. Đó. Thì Tùng đã chuẩn bị cái nội dung rồi ha. Giống như nãy Tùng đã copy bên kia ha. Đó. Rồi xong anh chị các bạn muốn định dạng gì đó thì có những cái chức năng định dạng này ha, đậm nghiêng hay gì đó. Thì anh chị các bạn định dạng lại cái chữ ký của anh chị các bạn sao cho nó đẹp hơn ha. Đó. Rồi thì Tùng sẽ, sau khi mà điền đầy đủ thông tin xong thì Tùng sẽ lưu lại ha, lưu lại thì anh chị các bạn kéo xuống cái phần dưới cùng này, nó có chức năng là lưu thay đổi ngay chỗ này ha. Rồi anh chị các bạn bấm lưu thay đổi. Rồi thì sau khi lưu thay đổi thành công rồi thì Tùng sẽ kiểm tra lại xem cái chữ ký của Tùng có được hay chưa. Thì anh chị các bạn sẽ vào cái mục là soạn thư để anh chị các bạn xem cái chữ ký ha. Nếu mà chữ ký của mình nó chưa hiển thị đây thì chứng tỏ mình làm chưa thành công ha. Vì vậy mình sẽ vào thêm một bước nữa là cài đặt ha, xem tất cả chế độ cài đặt. Rồi kéo xuống phía dưới này thì anh chị các bạn sẽ xem cái phần dưới này nó có một cái nữa là gì, là nó hỏi anh chị các bạn là đối với email mới và sử dụng, anh chị các bạn có sử dụng chữ ký hay không. Nếu có thì anh chị các bạn chọn vào cái chữ ký là Tùng Git vừa tạo ha, rồi để mà hiển thị chữ ký. Rồi khi mà trả lời diễn tiếp thì anh chị các bạn có muốn đính kèm cái chữ ký hay không. Nếu có thì anh chị các bạn chọn chữ ký đính kèm vào đây luôn ha. Đó là Tùng tiếp tục chọn cái Tùng Rick luôn ha, để mà đính kèm cái chữ ký. Rồi sau khi đính kèm thành công á, thì Tùng tiếp tục là lưu thay đổi lại ha. Rồi Tùng quay lại kiểm tra ha, soạn thư. Rồi Tùng đã thấy cái chữ ký nó hiển thị ở đây rồi. Đó thì chứng tỏ là anh chị các bạn đã làm cái phần đính kèm chữ ký thành công ha. Rồi thì xong cái phần là đính kèm chữ ký, Tùng đã hướng dẫn xong cái phần là hướng dẫn dùng cái chức năng ha, tạo chữ ký. Đó là những cái phần quan trọng trong cái quá trình là sử dụng Gmail. Rồi bây giờ Tùng sẽ hướng dẫn cho anh chị và các bạn là cách sử dụng lưu trữ ha, lưu trữ trên cái điện toán đám mây để anh chị các bạn dễ dàng có một cái nơi để anh chị các bạn lưu trữ dữ liệu ha. Đó chính là Google Drive. Hướng dẫn anh chị các bạn sử dụng Google Drive. Đó, Google Drive để làm gì? Để làm gì? Để lưu trữ dữ liệu ha, dữ liệu tiệp tin ha, tiệp tin đó, hoặc là video ha, vân vân. Rồi vân vân. Đó. Rồi tiếp tục là quay trở lại nha. Quay trở lại, mà để sử dụng cái dịch vụ lưu trữ này á thì bắt buộc là anh chị các bạn là cần phải có cái tài khoản Gmail ha, tiên quyết tài khoản Gmail. Rồi sau đó thì anh chị các bạn truy cập giúp Tùng cái đường link là google.com/drive google ha, drive google. Đó. Rồi anh chị các bạn sẽ nhấp vào ha Google Drive này để anh chị các bạn vào cái drive của nó là cái nơi lưu trữ ha. Rồi Tùng định nghĩa sơ sơ để giúp cho anh chị các bạn hiểu thêm cái Google Drive này là gì nha. Rồi Tùng sẽ giúp cho anh chị các bạn định nghĩa thêm về cái Google Drive này là gì ha. Google Drive là một cái dịch vụ lưu trữ và đồng bộ thông tin được tạo bởi Google ha. Anh chị các bạn có thể đọc ngay chỗ này nha. Rồi thì nó sẽ cho phép cái người dùng có thể lưu trữ các cái tiệp tin á, cái tập tin của mình trên cái đám mây này. Rồi từ đây anh chị các bạn có thể chia sẻ cái tập tin này cho những cái người thân ha, người bạn của anh chị các bạn ha, vân vân, để mà họ dễ dàng họ sử dụng cái tài liệu hoặc cái văn bản hoặc là cái bản thuyết trình này để mà họ sử dụng ha. Đó. Thì hiện tại cái số lượng người dùng nó là 800 triệu rồi. Đó. Và trên đây nó có là 68 cái ngôn ngữ ha. Nó rất là lớn. Rồi thì đó là cái định nghĩa về Google Drive ha. Rồi tiếp tục anh chị các bạn truy cập vào cái Google Drive giúp Tùng nha. Google Drive đây. Rồi đó thì nó sẽ chuyển tới một cái trang của Google Drive. Bước tiếp theo đó, thì anh chị các bạn cần phải chuyển tới Drive của bạn nè, là có nghĩa khi mình nhấp vào đây á, thì mình đã đồng ý đăng ký cái Drive nó đính kèm trong cái tài khoản Gmail của mình đó. Thì khi mà sử dụng cái Google Drive này thì nó có hai cái gói để anh chị sử dụng. Một á, là anh chị có thể sử dụng free ha, rồi anh chị có thể sử dụng free, rồi sử dụng free ha, sử dụng free. Rồi thứ hai là anh chị bạn sử dụng có phí ha, có phí, sử dụng Drive, Google Drive free, hoặc là sử dụng Google Drive có phí ha. Rồi đó là hai cách mà anh chị các bạn sử dụng. Thì ở đây mình sử dụng ít thì mình sử dụng miễn phí thôi ha. Rồi cái tiếp theo, cái Drive này nó rất hay, có nghĩa là khi mình có cái tài khoản Google rồi á thì mình có thể là sử dụng cho điện thoại của mình luôn ha. Tùng bổ sung thêm cái phần trên này đó, những cái công dụng nè, công dụng tiếp theo nè, thứ năm đi, thứ năm Tùng quay lại cái công dụng thứ năm này nè ha. Thứ năm này công dụng là đồng bộ dữ liệu luôn, dữ liệu trên máy tính ha cộng với điện thoại ha. Là sao? Cái này Tùng giải thích thêm cho anh chị các bạn ha. Có nghĩa là khi dữ liệu anh chị các bạn lưu trên cái Google Drive rồi á ha, thì anh chị các bạn có thể sử dụng cái điện thoại để anh chị các bạn có thể truy cập vào ha. Và cái việc mà sử dụng cái điện thoại á, thì cũng bắt buộc anh chị các bạn cũng phải có cái tài khoản Gmail để anh chị các bạn đăng nhập vào cái điện thoại ha, để anh chị các bạn tạo tài khoản và tải những cái ứng dụng trên cái điện thoại đó về ha. Ví dụ như đối với Android á, thì nó sử dụng nhiều hơn, còn iOS á, thì nó sử dụng qua cái tài khoản là cái ID của thằng Apple ha, nó lại khác cái chỗ này nha. Thì nó cũng là lấy cái Gmail đó để đăng ký cái ID của Apple để vào cái OS mà nó sử dụng. Còn ở đây Tùng hướng dẫn anh chị các bạn sử dụng Google ha đó. Rồi thì sau khi mà anh chị các bạn đã hiểu cái công dụng của Google Drive này á, thì anh chị các bạn có thể là sử dụng miễn phí hoặc có phí. Nó khác nhau ở chỗ là có nghĩa là mình sử dụng miễn phí á, thì nó chỉ được là dung lượng tối đa nó chỉ có 15 GB thôi ha. Còn nếu anh chị các bạn sử dụng cái bản mà có phí á, thì cái dung lượng nó sẽ là maximum lên. Anh chị các bạn có thể chọn cái gói có phí ha. Thì ở đây Tùng không chia sẻ cái phần có phí nha. Rồi thì Tùng sẽ chia sẻ cái phần là miễn phí. Miễn phí thì anh chị các bạn là bấm vào chuyển tới Drive của các bạn ha, là tức là mình đã chấp nhận sử dụng cái Google Drive đó. Thì nó chuyển tới Google Drive thì anh chị các bạn sẽ cũng có một cái menu ha, menu ở phía bên tay trái của anh chị các bạn luôn. Rồi chính giữa này chính là cái cửa sổ để anh chị các bạn xem là mình đã tạo được những cái gì trên đây rồi. Thì Tùng thao tác vài thao tác để mà anh chị các bạn dễ dàng xem luôn ha. Đó. Rồi đầu tiên Tùng sẽ tạo một cái thư mục mới, lít chuột phải ha. Anh chị các bạn muốn tạo gì á, anh chị các bạn lít vào thư mục mới ha, thư mục mới. Rồi anh chị các bạn tạo cái thư mục mới. Ví dụ cái này là tài liệu mật đó. Anh chị các bạn bấm tạo. Đó rồi, anh chị các bạn đã tạo thành công. Rồi bây giờ anh chị các bạn sẽ tạo trong cái tài liệu mật này, anh chị các bạn sẽ tạo những cái file chứa ha. Ví dụ như Tùng muốn tạo cái file Excel ha. Rồi đó là file Excel. Rồi đây Tùng đặt tên cái file Excel này luôn, đó chính là tài liệu mật ha. Rồi Tùng sẽ lưu lại. Rồi Tùng tắt nó đi ha, tắt nó đi. Thì anh chị các bạn sẽ thấy là trong cái thư mục tài liệu mật của Tùng có cái tài liệu mật này luôn đó. Rồi thì trong cái Google Drive này nó có một cái hay nữa là anh chị các bạn có thể là chia sẻ phân quyền ha, phân quyền tiếp tục là phân quyền ha. Rồi tiếp tục đây Tùng chia sẻ là phân quyền trong Google Drive ha. Đó thì phân quyền trong Google Drive này như thế nào thì anh chị các bạn có thể là chọn cái thư mục anh chị các bạn đây, anh chị các bạn bấm vào cái nút chia sẻ ha, chia sẻ. Rồi anh chị các bạn nhập cái email mà anh chị các bạn muốn chia sẻ đây. Ví dụ như Tùng nhập email của Tùng vào đây, lời nhắn là chia sẻ tài liệu này cho bạn nhé ha, tài liệu này cho bạn nhé. Rồi đó, thì anh chị bạn bấm nút gửi thì cái lúc chia sẻ thì các bạn nhớ giúp Tùng là chia sẻ quyền gì nha, ví dụ như quyền xem nè, rồi có thể là cài đặt cái quyền khác thì anh chị các bạn nhấp vào cái nút là người chỉnh sửa rồi xem, nhận xét hoặc là full quyền ở chỗ này, có thể sắp xếp thêm hoặc là chỉnh sửa tiệp ha, đó full quyền. Rồi anh chị bấm nút gửi, rồi thì cái người mà nhận được cái tài liệu á, rồi Tùng quay qua cái đây, cái người nhận cái nút tài liệu trong cái Gmail của họ thì họ sẽ nhận được một cái thông báo là cái ông Tùng Rít này, ông vừa gửi cho cái ông Tùng Bùi này cái tài liệu mật ở chỗ này ha. Anh chị các bạn thấy cái thông báo đây, anh chị các bạn bật cái đường link này lên rồi anh chị các bạn sẽ thấy cái tài liệu mật này lên của ông Rít đã gửi cho ông Tùng, và mở lên đây để mà xem cái tài liệu mật này thì ông Tùng Bùi này ông đã truy cập được với cái ông và Tùng Rít ha, thông qua cái Google Drive này đó. Thì anh chị các bạn thấy cái bước mà Tùng đã hướng dẫn anh chị các bạn có hay không đó, tới đây rất là hay ha. Anh chị các bạn mở cái tài liệu mật lên rồi anh chị các bạn xem đó. Rồi tiếp tục là ông Tùng Bùi này muốn chia sẻ cho cái người khác nữa thì ông Tùng Bùi thực hiện tất cả các thao tác giống y như cái ông Tùng Rít hồi nãy vừa chia sẻ ha. Đó là cách mà ông Tùng đã chia sẻ thành công. Rồi quay lại cái phần tiếp tục ha, cái video này nó hơi dài ha anh chị các bạn nhớ theo dõi ha. Nếu mà thấy hay thì hãy cho Tùng một like nha. Tùng chia sẻ là từ A đến Z luôn để cái quá trình mà anh chị các bạn ha sử dụng cái Gmail này như thế nào. Rồi tiếp theo Tùng chia sẻ tiếp cho anh chị các bạn ha, trong các công cụ là sử dụng SEO này thì nó cũng rất quan trọng rồi ha, rồi đăng ký tất cả diễn đàn rồi ha. Rồi cái nữa là Tùng chia sẻ ở đây là Tùng sẽ hướng dẫn anh chị các bạn tạo một cái kênh YouTube đi đó. Đây là cái cách mà anh chị các bạn là nhất là trong cái thời điểm này, thời điểm dịch nè, nhiều anh chị các bạn muốn tạo cái kênh YouTube mà không biết tạo như thế nào thì Tùng sẽ hướng dẫn luôn ở đây ha. Rồi bước tiếp theo á, để Tùng giúp cho anh chị các bạn là nắm tất cả các cái phần thao tác trong cái Google Drive rồi ha. Bây giờ quay ra thì Tùng sẽ thứ ba Tùng sẽ hướng dẫn là thứ ba nè, Tùng sẽ hướng dẫn anh chị các bạn tạo cái kênh YouTube thông qua thông qua cái Gmail này đó. Thì nó cũng cực kỳ là đơn giản thôi anh chị các bạn ha. Trước khi mà tạo kênh á, thì anh chị các bạn cũng phải là chuẩn bị các thông tin ha, để mà tạo kênh ha, đó. Thì chuẩn bị cái thông tin gì á thì Tùng cũng nói luôn ha. Nếu anh chị các bạn nào mà chưa có xem kênh của Tùng á thì vào YouTube ha, tìm giúp Tùng cái từ khóa là Tùng Phát ha, Tùng Phát Official ha, Tùng Phát Official ha, để mà xem kênh của Tùng nha. Đây kênh Tùng đây đó. Rồi nhấp vào đây để mà xem, kéo xuống nha, kéo xuống phía dưới này. Anh chị các bạn xem giúp Tùng cái list là SEO YouTube, cách làm YouTube top 1 YouTube cộng top 1 Google luôn ha. Thì Tùng chia sẻ rất là nhiều cái chủ đề ở trên đây để anh chị các bạn là làm theo ha, về cách tạo kênh nè, cách chuẩn bị kênh như thế nào nè, rồi hướng dẫn cách làm video ra sao nè ha, rồi cách mà SEO video lên top ha, cái quan trọng là chỗ này ha, cách SEO video lên top để mà mình đạt được những cái chỉ số ha, để mà giúp kênh mình nó càng ngày nó càng phát triển hơn nha. Rồi thì đó là những cái thông tin mà anh chị các bạn cần phải chuẩn bị. Nếu mà chưa xem thì hãy vào kênh của Tùng mà xem ha. Rồi bước tiếp theo là hướng dẫn tạo kênh nè đó, hướng dẫn tạo kênh thông qua cái Gmail mà mình đã đăng ký nha, thông qua Gmail mà mình đã đăng ký ha, Rồi quay lại cái Gmail mà lúc nãy anh chị các bạn ha đã tạo thành công. Đây Tùng Brick ha. Rồi tiếp tục để tạo kênh thì anh chị các bạn sẽ vào cái trang là youtube.com ha, youtube.com. Rồi sau đó anh chị các bạn nhìn cái góc bên tay phải của màn hình có cái chữ là sign ha. Anh chị các bạn nhấp vào đây sign in hoặc là sign in gì đó, anh chị các bạn muốn đọc sao đọc ha. Đó. Rồi thì anh chị các bạn chỉ cần nhấp vào đó thì nó đã có kênh cho anh chị ha, nó chuyển qua cái tài khoản kênh anh chị luôn ha. Rồi thì đó là bước mà tạo kênh ha, thì anh chị các bạn sẽ có một cái tài khoản YouTube rồi. Thì bước tiếp theo là anh chị sẽ kéo xuống cái phần cái avatar của anh chị các bạn đây ha. Anh chị các bạn có thể là bấm vào cái nút tạo kênh. Đó, tạo kênh. Đó. Rồi thì anh chị các bạn trước khi tạo kênh á thì anh chị các bạn sẽ lưu ý giúp Tùng là mình có mình phải tải cái avatar của mình lên ha. Ví dụ tải lên. Rồi Tùng sẽ chọn một cái avatar của Tùng đi. À, ví dụ như Tùng sẽ chọn một cái hình ha, picture. Rồi coi có hình nào đây không. Rồi không có hình, không có hình thì không hình. Tùng sẽ lấy một cái hình hình mới đi, ví dụ như chờ xí nha, chờ xí để Tùng kiếm cái hình nha. Rồi thư viện. Rồi đây, đây Tùng sẽ lấy những cái hình này ha, hoặc là để Tùng xem có hình nào mới không. Rồi lấy cái hình này đi, ví dụ một hình cho anh chị các bạn dễ nha. Rồi Tùng lấy hình này đó, lấy hình này, lấy cái mặt của Tùng lên đó, đưa vô. Rồi đây 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 anh Tùng đây đó. Rồi các bạn chọn xong ha. Rồi để mà anh chị các bạn thay đổi cái avatar của mình luôn. Đó. Rồi Tùng sẽ tạo cái kênh là Tùng Brick luôn ha, Tùng Brick luôn. Rồi tạo kênh. Bấm vào nút tạo kênh để mà nó chuyển qua cái kênh của mình ha. Đó. Rồi thì anh chị các bạn chờ trong giây lát thì nó sẽ chuyển qua cái kênh của anh chị đây. Đó, đây là một cái kênh anh chị các bạn ha. Đây là cách mà Tùng đã hướng dẫn anh chị các bạn cách mà tạo kênh YouTube thành công. Rồi thì anh chị các bạn nào á vẫn chưa tạo được kênh mà đi từng bước giống như Tùng hướng dẫn á thì hãy comment ở phía dưới video này ha, comment phía dưới video này để mà Tùng hướng dẫn cho anh chị các bạn cách mà tạo kênh luôn. Hoặc là nếu anh chị các bạn là muốn tìm hiểu tự mình làm á thì anh chị các bạn là hãy đăng ký kênh của Tùng ha, kênh của Tùng là Tùng Phát Official để mà xem những cái chuỗi series hoặc là cập nhật những cái kiến thức mới mà Tùng thường xuyên đăng tải lên ha. Đó, để mà anh chị các bạn sẽ tạo cái kênh, tự tạo kênh cho mình ha. Rồi đó là những cái mà Tùng đã hướng dẫn anh chị các bạn ha về cái công dụng của Gmail này. Đó thì đây là những cái công dụng của Gmail ha. Tùng nói lại ha, cái việc mà tạo Gmail là bắt buộc anh chị các bạn phải tạo nếu mà anh chị các bạn muốn sử dụng tất cả các dịch vụ về Google và cũng như là tất cả các cái nền tảng của bên thứ ba, ví dụ không phải là Google, nhưng mà nó bắt buộc anh chị các bạn phải cần có một cái email để anh chị các bạn kết nối vào. Thì anh chị các bạn nên chọn cái giải pháp là sử dụng cái tài khoản Gmail của Google để anh chị các bạn dễ dàng thao tác ha. Và đặc biệt trong cái việc sử dụng Gmail Google này á, nó có một cái nữa là từ cái Gmail này anh chị các bạn sẽ tạo được cái kênh YouTube ha. Nhớ là tạo kênh YouTube phải sử dụng Gmail, bắt buộc phải sử dụng Gmail ha. Nếu mà anh chị các bạn muốn tham gia kiếm tiền, tạo kênh YouTube để mà kiếm tiền thì bắt buộc anh chị các bạn phải sử dụng cái Gmail để kiếm tiền. Đó. Thì đây là những cái kiến thức mà Tùng đã chia sẻ cho anh chị các bạn ha. Hướng dẫn anh chị các bạn cách mà đăng ký một cái tài khoản Gmail ha, từ A mà đến Z luôn ha, làm tất cả mọi việc. Thì anh chị các bạn nào hãy xem thật kỹ nha, thật kỹ trong cái video này để mà giúp cho anh chị các bạn ha nắm từng cái vấn đề ha. Video này á có nghĩa là nó rất là dài ha, video này nó rất là dài, nhưng mà với cái mong muốn của Tùng á là Tùng giúp đỡ cho anh chị các bạn là từ A mà đến Z luôn, chứ không phải là chia sẻ giữa chừng rồi bắt anh chị các bạn phải xem tiếp thì nó rất là cực cho anh chị các bạn ha. Và ngược lại thì có những bạn là suy nghĩ là nói là những cái kiến thức của Tùng chia sẻ thì hầu như nó dài dòng ha, dài dòng. Nhưng mà Không phải là Tùng cố gắng Tùng dài dòng để mà Tùng kéo thêm lượt view hoặc là cái lượt video Tùng cho tới thật dài, nhưng mà kiến thức mỗi lần Tùng chia sẻ là nó phải liên kết từ A sang B sang C, và Tùng muốn nói rõ cho anh chị các bạn ở cái mức cơ bản nhất để mà anh chị các bạn có thể mà tự tay mà làm ha, chứ không phải là dẫn dắt anh chị các bạn rồi nói lê thê hay gì đó ha. Tùng muốn là hướng dẫn thật là chi tiết, và đặc biệt là dành cho những anh chị các bạn nào mà đang cái độ tuổi mà nó hơi cao rồi đó, thì nó dễ dàng mà làm ha. Đó thì có nghĩa là những bạn trẻ thì không thích, những bạn lớn tuổi thì có nghĩa là sẽ thích cái video của Tùng. Thì Tùng, quan niệm của Tùng là chia sẻ, một khi chia sẻ là chia sẻ những vấn đề mà Tùng làm được Tùng mới chia sẻ, những vấn đề Tùng không làm được thì Tùng không bao giờ mà chia sẻ cho anh chị các bạn để làm cái vấn đề gì hết ha. Đó thì tóm lại thông qua cái video này á, thì Tùng cũng mong muốn là chia sẻ cho anh chị các bạn, hướng dẫn cho anh chị các bạn cầm tay chỉ việc từng ly từng tí để mà anh chị các bạn hoàn thành đăng ký một cái tài khoản Gmail, để mà anh chị các bạn dễ dàng thao tác cũng như là gửi mail, sử dụng Google Drive, hoặc là cuối cùng là anh chị các bạn là sử dụng cái Gmail để mà đăng ký phát triển một cái kênh YouTube thật là hoàn thiện, hoàn chỉnh ha. Rồi thì nếu anh chị các bạn nào thấy cái video mà Tùng làm hôm nay á, thấy hay á, thì nhớ là like cho Tùng một like ha, và đăng ký, nhớ đăng ký kênh của Tùng nha. Nhớ nhấn vào cái nút chuông ha, để mà nhận những cái video mới nhất từ Tùng ha, và Tùng tiếp tục chia sẻ cho anh chị các bạn ha những cái video nó rất là hữu ích và nó thiết thực, những cái mà Tùng làm được Tùng sẽ chia sẻ hết cho anh chị các bạn ha. Quan niệm của Tùng là cho đi là hạnh phúc ha. Rồi nếu anh chị các bạn nào thấy mà Tùng mang lại cái giá trị anh chị các bạn ha, thì anh chị các bạn nhớ đăng ký kênh của Tùng, và sau đó là anh chị các bạn có thể là xem phía dưới phần mô tả cái clip này, rồi có cái đường link tham gia cộng đồng Tùng Phát để mà thực hiện cái quá trình là cho đi là hạnh phúc ha. Giống như Tùng nói là những cái giá trị mà Tùng cho đi thì không bao giờ mong muốn nhận lại những cái giá trị khác, thì anh chị các bạn cũng giống như Tùng ha, hãy chia sẻ cho đi và cho đi giống Tùng nha. Rồi thì những cái vấn đề mà Tùng chia sẻ dưới đây thì anh chị các bạn nào vẫn chưa làm được thì hãy comment ở phía dưới để mà Tùng sẽ giải đáp cho anh chị các bạn ha. Rồi thì mời anh chị các bạn là tiếp tục theo dõi những cái chủ đề tiếp theo về chia sẻ về kiến thức SEO, kiến thức thiết kế website, kiến thức về kinh doanh online hoặc là kiếm tiền online vân vân. Thì nhớ đăng ký theo dõi kênh của Tùng nha. Rồi hẹn gặp lại anh chị các bạn ở những cái video clip lần sau nha. Kính chúc anh chị các bạn sức khỏe và thực hiện đăng ký thành công cho mình một cái Gmail giống như những cái clip mà Tùng đã chia sẻ. Rồi bye bye anh chị các bạn nha.